Cây hàng độc VN. Cây hàng độc .vn xin giới thiệu một tác phẩm Tổng Kim Cương Đại Cổ Thụ. Nó có một cái tay bay ra độ khoảng 1,5 m, một cái thân bay ra. Cái đế gốc nó là đường kính đế gốc được độ khoảng, chỗ kia được khoảng 30 cm. Cái chỗ bệ hoành của nó là được khoảng 40 cm. À, sau đó nó uốn lượn, có một cái tay bay rất là cổ. Đấy các bạn xem nhé. Đây, tôi ngồi xuống tôi quay lên cho các bạn. Nó có một cái tay bay lên độ khoảng 1,5 m. Các chi nhánh bên trên đã uốn tỉa được độ khoảng 8 năm. Đây là một loại tùng kim cương. Đây là loại tùng kim cương hoang dã. Đây, chỗ đường kính này vào cỡ 25 cm. Và bệ này nếu mà tính bệ ra thì vào cỡ độ khoảng 45 cm. Một tác phẩm kim cương tay bay rất là đẹp. Gốc lũa, gốc lũa nhưng mà không ảnh hưởng. Bên trong lũa rồi. Đây, lũa rồi. Lũa rồi nó lên một cái này nhưng mà không ảnh hưởng đến thân thế dáng của cây. Đẹp chưa các bạn? Từ sắc giai nhân chưa? Để tạo được cây như này thì ngoài cái phôi nguyên liệu từ thiên nhiên hoang dã ra thì không có cái bàn tay nào mà chăm sóc. Nếu mà chăm sóc từ cây nhỏ lên cây này thì phải 200-300 năm tuổi. Nhưng là cái gốc này là chúng tôi đánh ở trên rừng về và chúng tôi cấy tỉa. Năm nay là năm thứ 12 rồi. Tùng kim cương đỏ 4 mùa. Cái tay bay bên trên là đường kính độ khoảng 20, chỗ này độ khoảng 20 và dưới gốc của nó là 25. Chỗ điểm này là 25, tổng điểm bệ gốc này là 40. Các bạn liên hệ nhé, website cayhangdoc.vn, kia đến 19 xã Trung Trải, đường Sapa lên Lào Cai, Lào Cai lên Sapa. Điện thoại sạc Zalo 0977 83 00 88, 0919 706 88. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi hiện diện của quý vị và các bạn.